Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 175. Hai người đi rồi, Chu Minh Lượng mới nhỏ giọng nói, Mậu Tông, nếu lần này cậu ta lọt top 3 toàn thành thì sẽ dìm cậu xuống. Hàn Băng Nhiên nghe vậy cười bảo, vậy càng tốt, sau này Mậu Tông sẽ có động lực để tiến bộ thêm. Trần Mậu Tông lạnh lùng nói, cậu ta chưa từng lọt top 10 của khối, lần này bỗng dưng thi tốt như vậy. Mấy người tin đây là tự cậu ta thì sao? Chu Minh Lượng cau mày, lẽ nào giống như lời cậu, Ngô Bình gian lận. Trần Mậu Tông, dù sao thì tôi không tin cậu ta có thể thi được điểm cao hơn mình. Bấy giờ, có mấy thanh niên tay trần, trước ngực và sau lưng đều là hình xăm đủng đỉnh đi tới. Bọn họ ngồi xuống đã để ý đến hai người đẹp Hàn Băng Nghiên và Trương Lệ Phỉ. Một tên vừa cao vừa mập trong số đó bước đến trực tiếp chuyển ghế đến ngồi cạnh Hàn Băng Nghiên, sắp tới nói, người đẹp, làm quen nhé. Hàn Băng Nghiên lập tức định đứng lên lại bị gã giơ tay nắm lấy cổ tay ngọc ngà, cô ta biến sắc, quát, thả ra. Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng đều giật mình, quát, anh làm gì vậy? Gã nháy mắt, mấy tên đằng sau lập tức đứng lên vòng ra sau Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng. Bọn họ đều là dân giang hồ, có người còn gây ra án mạng, sát khí trên người họ lập tức dọa Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng chôn chân tại chỗ. Trên trán Trần Mậu Tông toát ra mồ hôi lạnh nói, mấy anh ơi, bạn gái của tôi nhát gan, mọi người đừng làm cô ấy sợ. Gã kia cười ha ha, nhát gan hả? Tao thích người nhát gan. Sao? Trao đổi nhé, đêm nay để bạn gái mày đi theo tao. Trần Mậu Tông đang không biết đáp kiểu gì thì vai cậu ta lập tức bị người ta đè xuống, sức lực rất mạnh. Chu Minh Lượng lớn tiếng nói, mấy anh này, bố tôi là hiệu trưởng số 1, tôi. Chát. Một tên bên cạnh giơ tát một cái lên mặt cậu ta, quát, hiệu trưởng chó má gì chứ? Đại ca của anh đao tụi tao là Tôn Nha Nội. Tên của Tôn Nha Nội khiến lòng Chu Minh Lượng trùng xuống. Cậu ta biết lai lịch của Tôn Nha Nội, là cậu ấm nhà một ông lớn trong tỉnh ủy. Đừng nói bố cậu ta là hiệu trưởng, dù là người đứng đầu thành phố gặp ông ta thì cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng cậu Tôn. Trần Mậu Tông vừa thấy Chu Minh Lượng bày ra thân phận cũng không có tác dụng thì mặt mày trắng bệch, vô thức nói, anh này, chuyện gì cũng từ từ. Gã kia cười nói, xem ra mấy người không biết sự lợi hại của ông đây rồi, mấy anh em, kéo xuống, đãi tụi nó một trận ra trò đi. Trần Mậu Tông cảm thấy người đằng sau định kéo mình ra ngoài bèn vội la lên, thưa anh, chuyện gì cũng dễ nói chuyện mà. Gã đàn ông nhướng mày, cười hỏi, nói vậy là mày đồng ý. Trần Mậu Tông ngó Hàn Băng Nghiên, cắn răng đáp, tôi có thể để bạn gái mình uống mấy ly với anh. Hàn Băng Nghiên nghe vậy thì toàn như rớt xuống hầm băng, cô ta không thể tin nổi câu đó được nói ra từ trong miệng Trần Mậu Tông, người luôn miệng nói sẽ bảo vệ mình cả đời. Bỏ cái móng heo của mày ra, đúng lúc này, một giọng quát lạnh lùng vang lên. Mọi người quay đầu lại theo tiếng quát, chỉ thấy Ngô Bình và Từ Kiêu đã đứng lên, người nói chuyện chính là Ngô Bình. Người đàn ông ngây ra, sau đó cười khẩy, nói, nhóc con, mày muốn lo chuyện bao đồng sao? Ngô Bình nhìn gã chằm chằm, đây là bạn học của tao, không thể nói là chuyện bao đồng. Người đàn ông vò đầu, cười phì, sau đó xòe tay với đồng bọn. Hai người đàn ông đầu chọc cao to đi về phía Ngô Bình, đưa tay định tát lên mặt cậu, muốn cho cậu bài học. Ngô Bình đã luyện khí thành công, cậu lùi về sau theo bản năng, đồng thời giơ chân đá về phía một trong hai người đàn ông đầu chọc. Động tác của cậu như đã ăn sâu vào xương cốt, không cần suy nghĩ đã có thể thi triển. Bụp! Tên đầu chọc phạm vỡ bị đá ngã, phèo bọt mép, co giật. Người đàn ông giật mình, đứng bật dậy, nhìn Ngô Bình chằm chằm, hỏi, nhóc con, mày từng luyện võ à? Ngô Bình không trả lời thẳng mà lạnh lùng hỏi, mày nghĩ sao? Người đàn ông hạ giọng hỏi, sư phụ của mày là ai? Ngô Bình làm gì có sư phụ, cậu nói với vẻ khinh thường, mày không xứng được biết. Người đàn ông nghiến răng, nói tao thử với mày. Thử tức là hai bên bắt tay nhau và sau đó có thể lập tức biết được đối phương mạnh đến đâu. Ngô Bình đâu hiểu thử là thế nào? Có điều cậu cũng hiểu đại khái được ý của đối phương, cậu học theo đối phương, đưa tay ra, hai bàn tay tiếp xúc với nhau, người đàn ông liền cảm thấy như chạm phải điện,
nội công thâm hậu của Ngô Bình khiến gã tê buốt cả người. Mặt gã tái mét, gã vội vã rụt tay lại, sau đó đứng thẳng lên, cung kính hành lễ với Ngô Bình, xin lỗi, tôi không biết cậu là cao thủ luyện khí hậu kỳ, lúc nãy đã thất lễ rồi. Ngô Bình và Từ Kiêu đều ngây ra, luyện khí hậu kỳ. Cao thủ. Lúc nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Người đàn ông đó quay sang phía Hàn Băng Nghiên, cúi người và nói xin lỗi. Sau đó, người đàn ông lo lắng nhìn sang Ngô Bình, dáng vẻ như đang chờ bị trừng phạt. Ngô Bình tằng hắng, nói, hôm nay bỏ qua vậy. Người đàn ông nhẹ nhõm, không uống rượu nữa mà vội vã dắt theo đàn em rời khỏi quán nướng. Những chuyện xảy ra khiến Hàn Băng Nghiên và Trần Mậu Tông đều ngơ ngác, sao người đó lại kính trọng Ngô Bình đến vậy? Hàn Băng Nghiên là người đầu tiên bình tĩnh lại, cô ta vội nói với Ngô Bình, cảm ơn cậu, nếu lúc nãy không nhờ có cậu thì không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa. Ngô Bình gật nhẹ đầu, chuyện nhỏ mà, cậu nói xong thì quay về lại chỗ ngồi của mình. Nhưng khi cậu và Từ Kiêu vừa mới ngồi xuống thì Hàn Băng Nghiên đã cầm ly rượu tiến qua, ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình, mỉm cười, nói, cậu đã cứu tôi phải mời cậu mấy ly mới được. Từ Kiêu cười, chuyện đó là tất nhiên rồi. Cậu ta nói xong thì rót đầy bia cho Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu, cụng ly với Hàn Băng Nghiên rồi uống cạn. Sắc mặt Trần Mậu Tông ngồi bên bàn bên cạnh rất phức tạp, cậu ta biết những việc mình làm lúc nãy đã khiến Hàn Băng Nghiên thất vọng về mình. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi cũng đến bên cạnh Ngô Bình, nâng ly và nói, Ngô Bình, cảm ơn cậu đã ra tay lúc nãy. Hàn Băng Nghiên bỗng nhìn sang cậu ta. Lạnh lùng nói, Trần Mậu Tông, chuyện này không liên quan gì đến cậu, không cần phải cảm ơn thay tôi. Trần Mậu Tông thở dài, nói, Băng Nghiên, lúc nãy cậu cũng thấy tình hình rồi đấy, đến cả Minh Lượng cũng hết khách, tôi chỉ đành giả vờ để kéo dài thời gian. Cậu không cần phải giải thích, Hàn Băng Nghiên không muốn nghe Trần Mậu Tông nói dù chỉ là một chữ, gần đây mọi người đều nói cậu đã cua được tôi, nhưng thực tế là tôi chỉ đồng ý ra ngoài ăn cơm. Xem phim với cậu thôi, tôi làm vậy là để hiểu thêm về cậu. Bây giờ tôi đã hiểu về cậu đủ rồi, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa. Vẻ mặt Trần Mậu Tông khó chịu, cậu ta nhìn Hàn Băng Nghiên một lúc rồi lại nhìn sang Ngô Bình, sau đó lạnh lùng nói, tôi hiểu rồi. Cậu ta nói xong thì bỏ đi. Chu Minh Lượng gọi mấy tiếng nhưng cậu ta không chịu đứng lại. Chu Minh Lượng lắc đầu rồi cũng kéo theo Trương Lệ Phỉ qua ngồi chung, cười hi hi. Kính rượu Ngô Bình, tôi cũng kính cậu một ly. Chu Minh Lượng là con trai hiệu trưởng trường số 1, hiểu biết rộng, đương nhiên cậu ta biết cái gì là luyện khí hậu kỳ. Cả Trung Châu, người có tu vi đạt đến luyện khí hậu kỳ cũng chỉ khoảng 200, không ai trong số họ không phải là người có máu mặt. Chuyện làm cậu ta bất ngờ hơn là Ngô Bình lại còn rất trẻ, phải biết rằng, thường thì cao thủ luyện khí hậu kỳ trẻ nhất cũng phải 25. 26 tuổi, có người thậm chí còn 30, 40 tuổi. Mà Ngô Bình thì chỉ mới có 17 tuổi, nhất định là sẽ rất có tiền đồ sán lạn. Chu Minh Lượng uống mấy ly thì gợi mở chủ đề, Ngô Bình, không ngờ cậu lại thi được tròn điểm môn toán, lợi hại. Đề thi lần này khá khó, ngoài cậu ra chỉ có mình Trần Mậu Tông vượt mức 140 điểm. Hàn Băng Nghiên, Ngô Bình, thành tích tổng hai môn của cậu cao hơn Trần Mậu Tông mười mấy điểm. Nhất định tổng điểm sẽ cao hơn cậu ta. Từ Kiêu, đương nhiên rồi, anh Bình của tôi chưa nghiêm túc thì đó, nhất định hai môn ngoại ngữ và tự chọn ngày mai sẽ được điểm tối đa. Mô hình thi đại học hiện giờ theo hình thức 3 cộng 3, 3 môn đầu là chỉ ngữ văn, toán, ngoại ngữ, 3 môn sau là chỉ 3 môn tự chọn, có thể tùy chọn 3 trong số các môn, địa lý, hóa, vật lý, lịch sử, sinh vật, chính trị. Ngô Bình nghiêng về lý nên cậu chọn 3 môn vật lý, hóa và sinh vật, trước đây 3 môn ngày được gọi là nhóm khoa học tự nhiên. 3 môn cộng lại 300 điểm, tổng cộng là 750 điểm. Chu Minh Lượng nâng ly, nói, nào, chúng ta chúc Ngô Bình đạt điểm tối đa trước. Hàn Băng Nghiên uống mấy ly thì cười, hỏi, Ngô Bình, tại sao người lúc nãy lại sợ cậu? Gã còn nói cậu là luyện khí hậu kỳ gì đó, có thể giải thích thêm với tôi không? Ngô Bình nói, tôi cũng không hiểu lắm, có thể là có liên quan đến việc luyện công của tôi. Chu Minh Lượng cười he he, mặc dù tôi chưa từng luyện nhưng tôi cũng biết đôi chút.
Trên đời có một nhóm người nâng cao thực lực, nâng cao tuổi thọ bằng cách tu hành, họ được gọi là tu sĩ. Giai đoạn đầu của tu sĩ gọi là cảnh giới luyện thể, sau đó đến luyện khí. Người bình thường nỗ lực có thể đạt đến hiệu quả luyện thể nhất định. Nhưng luyện khí thì khác, có rất ít người có thể luyện khí, người có thể đạt đến luyện khí hậu kỳ thì càng hiếm hơn. Trong mấy vạn người mới có một cao thủ luyện khí hậu kỳ. Hàn Băng Nghiên tròn mắt, một người trong số mấy chục nghìn người à. Tỷ lệ này cũng suýt soát với tỷ lệ trọi khi thi vào mấy trường danh tiếng rồi. Chu Minh Lượng cười, nói, không thể so sánh như thế, thi đậu vào trường điểm chưa chắc đã có tương lai, nhưng nếu như là luyện khí hậu kỳ thì nhất định là tinh anh trong số tinh anh. Từ Kiêu gãi đầu, nhìn Ngô Bình, nói, được lắm anh Bình, cậu lại không kể cho tớ biết chuyện này, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, tớ cũng chỉ luyện đại thôi, không ngờ lại có được chút thành tích. Thật ra bản thân cậu cũng thấy bất ngờ, tự dưng trong đầu có mấy thứ đó, sau đó luyện đại mà thành. Ngô Bình uống rượu một lúc, thấy không còn sớm nữa thì nói, tớ có chút việc, hôm khác chúng ta lại tụ tập. Hàn Băng Nghiên cười, hỏi, chuyện gì mà vội thế? Từ Kiêu cười, nói, cũng không có gì, chúng tôi có hẹn đi ăn gà. Mắt Hàn Băng Nghiên sáng lên, cô ta nói, ăn gà hả? Tôi cũng thích, hơn nữa tôi bắn cũng được. Có thể đi cùng không? Ngô Bình và Từ Kiêu nhìn nhau rồi nói, vậy thì đi cùng. Chu Minh Lượng còn có việc nên cùng với Trương Lệ Phỉ về trước, ba người Ngô Bình thì đến quán cà phê Net. Ngô Bình mở máy, đăng nhập vào tài khoản của mình rồi chơi với Hàn Băng Nghiên một ván trước. Cậu đánh nửa chừng thì bảo Từ Kiêu vào thế mình, sau đó dùng máy khác đăng nhập bằng tài khoản của Trương Siêu đưa. Người của Trương Siêu vẫn chưa đến, cậu gửi tin nhắn trên mạng. Người anh em, đánh thắng sẽ có 120.000, cố lên. Đúng 11 giờ, trò chơi bắt đầu, Ngô Bình nhanh chóng bắt được nhịp, gặp ai giết nấy, đến khi vào đến vòng chung kết thì chỉ còn lại 3 tiểu đội với 9 người. Sau một trận chiến đấu quyết liệt, Ngô Bình dần tiêu diệt đối thủ, đội của cậu vẫn còn 2 người, thành công giành được giải nhất. Trò chơi kết thúc chưa được 2 phút thì điện thoại của cậu liền có thông báo nhận được 120.000. Chuyển khoản từ Trương Siêu. Ngô Bình nhìn tin nhắn thì không dám tin đó là sự thật, số tiền này kiếm được hơi dễ dàng. Mười mấy phút trước Hàn Băng Nghiên đã chơi xong, liên tục đứng phía sau, quan sát động tác của Ngô Bình. Động tác của Ngô Bình khiến cô ta vô cùng bất ngờ, trò chơi vừa kết thúc thì cô ta liền nói, Bình thần, cậu giỏi quá. Trong lòng cô ta, kỹ thuật chơi game của Ngô Bình như thần nên mới bất giác gọi cậu là Bình thần. Ngô Bình vươn hông mệt mỏi nói, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Từ Kiêu liền biết ý, nói, nhà tôi gần, tôi về trước đây, tạm biệt. Bây giờ Ngô Bình cũng không thể để Hàn Băng Nghiên về nhà một mình nên đã gọi một chiếc xe, đưa cô ta về nhà trước. Taxi dừng trước một khu nhà giàu có tiếng, Hàn Băng Nghiên vẫy tay, mỉm cười với cậu, Bình thần, mai kéo tớ lên đỉnh ăn gà nhé. Sau khi chào tạm biệt Hàn Băng Nghiên, Ngô Bình lại bảo taxi chở cậu về nhà. Lúc này, Ngô Đại Hưng vẫn chưa ngủ, ông ấy vừa chạy taxi về, đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Ông ấy thấy con trai về thì vui vẻ hỏi, Tiểu Bình, con với Từ Kiêu đã đi đâu chơi thế? Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh, đi đánh game một lúc thôi. Sau đó cậu chuyển 100.000 vừa nhận được cho Ngô Đại Hưng. Ngô Đại Hưng nhận được tiền thì ngây ra rồi căng thẳng hỏi, Tiểu Bình, tiền này ở đâu ra? Ngô Bình cười, nói, đây là tiền học bổng của trường, vì lần này con đứng nhất toàn thành phố. Thật ra vẫn còn mấy môn nữa chưa thi, giờ nói đứng nhất toàn thành phố thì hơi sớm. Có điều Ngô Đại Hưng không dành những chuyện đó, ông ấy chỉ biết chuyện thi cử bắt đầu chứ không biết cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Giải nhất toàn thành phố, thật vậy sao? Ngô Đại Hưng nhảy cẫng lên, bất ngờ và vui mừng hỏi lại. Ngô Bình cười, nói, đương nhiên là thật rồi, môn toán của con được điểm tối đa, ngữ văn được 145 điểm, ngoại ngữ và 3 môn khác cũng suýt soát điểm tuyệt đối. Thành tích như vậy mà không muốn đứng nhất cũng khó. Ngô Đại Hưng vui mừng khôn xiết, chạy vào phòng ngủ, kéo Dương Quế Chi đang ngủ dậy, cùng chia sẻ niềm vui với ông ấy. Hai vợ chồng quá vui mừng.
cả đêm không ngủ được, mãi đến 4 giờ sáng mới chợp mắt. Hôm sau lại tiếp tục thi, sáng thi ngoại ngữ và sinh vật, chiều thi vật lý và hóa học. Trước đây thành tích ngoại ngữ của Ngô Bình đã rất khá, hầu như đều trên 135 điểm. Lần này môn cậu ôn luyện nhiều nhất cũng là môn ngoại ngữ. Đối với cậu mà nói thì ngoại ngữ khó nhất là phần nghe, cậu nghe không giỏi cho lắm, mất điểm rất nhiều, thường thì chỉ làm được 20 phần 30 điểm của phần nghe. Bây giờ khả năng nghe và hiểu của cậu được nâng lên rõ rệt, cậu làm xong phần thi nghe thì đã biết lần này mình thi rất được. Vì buổi sáng thi hai môn nên 7 rưỡi sáng đã bắt đầu thi, thi đến 10 giờ mới kết thúc, môn vật lý bắt đầu lúc 10 rưỡi và kết thúc lúc 12 giờ. Ngô Bình thi xong môn sinh vật, vừa ra khỏi phòng thi thì đã thấy Hàn Băng Nghiên đứng ngoài cửa vẫy tay chào mình. Học sinh của lớp 11 và 12 đều ngơ ngác, chuyện gì thế kia? Hoa Khôi của trường tìm Ngô Bình làm gì? Ngô Bình, trưa nay đi ăn chung không? Hàn Băng Nghiên cười, hỏi. Ngô Bình gật đầu, được, cậu muốn ăn gì, tôi mời. Hàn Băng Nghiên chớp mắt, đường Tây Tử có một nhà hàng ngon lắm, chỉ là giá cả hơi đắt. Ngô Bình cười, nói cậu cứ gọi. Từ Kiêu vốn định đi theo ăn trực nhưng vì hạnh phúc của bạn bè, cậu ta chỉ đành cắn răng không lên tiếng, dương mắt nhìn Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên rời đi. Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đi bên nhau, cười cười nói, Giang Nhu bắt gặp cảnh đó thì ngây ra, nhưng sau đó liền cười nhạt như không có chuyện gì. Trong mắt cô ta, Hàn Băng Nghiên và cô ta cũng không thuộc cùng một thế giới. Bày trí của nhà hàng ở đường Tây Tử khá tốt, Hàn Băng Nghiên gọi hai món, Ngô Bình cũng gọi hai món, sau đó họ vừa ăn vừa nói chuyện. Bình thần, hôm nay thi thế nào? Ngô Bình, ngoại ngữ chắc được điểm tuyệt đối, sinh vật cũng cỡ đó. Qua, không hổ là Bình thần, giỏi quá, tôi lấy nước thay rượu, mời cậu một ly. Ngô Bình ăn nửa chừng thì nhận được tin nhắn của Trương Siêu. 1 giờ chiều có một trận, tổng tiền cược là 450.000, cậu có hứng thú không? 2 giờ chiều đã phải thi rồi, thời gian hơi gấp gáp. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi trả lời, được, nhưng thời gian không nằm trong thỏa thuận trước đó của chúng ta, nếu thắng tôi phải được chia 8 phần. Trương Siêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, được. Cậu ăn xong thì nói, Băng Nghiên, tôi có chút việc, cậu về trường trước đi. Ừ, chiều gặp. Cậu đến quán nét trước mặt trường, vừa đúng 1 giờ, Trương Siêu đã mở máy sẵn cho cậu và đăng nhập vào tài khoản game. Cậu ngồi vào, cuộc chiến liền bắt đầu. Lần này tiền cược nhiều, cao thủ cũng nhiều, còn có kẻ nhằm vào Ngô Bình. 3 tiểu đội vây đánh họ, bắn nhau rất khốc liệt. Đến vòng cuối, Ngô Bình chỉ còn 1 đồng đội, còn đối phương thì lại còn 2 đội với đầy đủ người, tình hình không khả quan. Trương Siêu hơi lo lắng, hỏi, sao hả, có tự tin không? Ngô Bình lạnh lùng đáp, lo gì, bây giờ tôi đã không còn là đối tượng họ nhằm vào nữa, ngược lại thoải mái hơi trước. Đúng vậy, trong vòng cuối, 2 đội còn đủ người lập tức bị những đội khác vây giết, hiện trường rất hỗn loạn. Ngô Bình đứng ngoài nhìn, thỉnh thoảng lại chêm vào, lén giết một bên có thực lực khá mạnh. Khi khu vực an toàn càng lúc càng thu hẹp, Ngô Bình giết chết 3 đối thủ bằng 3 phát súng, cuối cùng 2-1, nhẹ nhàng ăn được gà. Phù, thắng rồi, Trương Siêu. Thở phào. Cậu ta cười, nói cậu mạnh lắm, bây giờ đã có chút danh tiếng rồi. Sau này sẽ càng lúc càng khó, đương nhiên số tiền cũng sẽ càng lúc càng cao. Cậu ta nói xong thì chuyển ngay cho Ngô Bình 360.000. Lúc này, Ngô Bình đã có hơn 450.000, số tiền này đủ để cậu chi tiêu rồi, cậu nói, sau này tôi sẽ không tham gia nữa. Trương Siêu ngây ra, tại sao? Ngô Bình lạnh lùng nói, trước đây tham gia là vì thiếu tiền, giờ tôi đã không thiếu tiền nữa. Trương Siêu chau mày, Ngô Bình, chuyện làm ăn dễ kiếm tiền như vậy mà cậu nói bỏ là bỏ sao? Ngô Bình nói, người giỏi ắt có người giỏi hơn, tôi không thể thắng mãi, cậu cũng không thể kiếm được tiền mãi, phải biết dừng đúng lúc. Trương Siêu thấy cậu kiên quyết như vậy thì cũng không khuyên nữa, thôi được. Nếu như cậu nghĩ thông suốt thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Ngô Bình chơi hết ván thì liền quay lại trường,
cậu về đến chưa tới 10 phút thì bài thi môn vật lý bắt đầu. Vật lý và hóa học vốn là hai môn sở trường của Ngô Bình, cộng thêm việc đầu óc cậu được cải thiện nữa nên phát huy làm bài rất tốt. Hàn Băng Nghiên thi xong thì lại sang tìm cậu, nói muốn mời lại Ngô Bình. 5 rưỡi chiều, tan học, 7 rưỡi tối lại tới tiết tự học, 2 tối xong thì đã không còn nhiều thời gian, hai người họ bèn đến sân vận động đi dạo một vòng. Lúc ngang qua đoạn có rừng cây, Hàn Băng Nghiên áp sát Ngô Bình, mùi hương thoang thoảng bay qua, tim Ngô Bình đập nhanh hơn, cậu nghiến răng, kéo lấy tay Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên run lên, ngón tay gãi nhẹ lên lòng bàn tay của Ngô Bình. Hai người không nói gì, tiến sâu vào trong rừng cây. Dưới tán một gốc cây quế, từng làn hương quế lượn lờ. Ngô Bình nâng khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Băng Nghiên lên rồi đến gần khẽ hôn một cái. Ngô Bình chỉ định khẽ hôn rồi ngừng, ai biết Hàn Băng Nghiên bỗng nhiên ôm lấy cậu, cả hai dính sát vào nhau. Nhỏ đến lớn, Ngô Bình chưa từng trải qua chuyện nào tuyệt vời như này, chỉ cảm thấy cơ thể Hàn Băng Nghiên vừa mềm lại thơm. Bản năng nguyên thủy dồn nén trong người cậu chợt bị thả ra, đè Hàn Băng Nghiên lên cây. Hàn Băng Nghiên khẽ xuyễn một hơi, mặc kệ bàn tay của Ngô Bình lần mò trên người mình. Ngô Bình, chỉ có thể sờ, không thể làm cái khác nha, cô ta nhỏ giọng ghé vào tai Ngô Bình nói. Sắc mặt Ngô Bình đỏ lựng, cảm giác có một nguồn năng lượng không chỗ xả, chỉ có thể ôm chặt lấy Hàn Băng Nghiên. Mười mấy phút sau, mắt thấy thời gian tự học sắp đến, Hàn Băng Nghiên khẽ hôn một cái lên mặt Ngô Bình, Ngô Bình, chúng ta về thôi. Hai người không ở chung một khu lớp học, Ngô Bình đưa cô ta trở về trước, sau đó mới về lớp mình. Cậu vừa đi xuống tòa nhà đã bị 4 nam sinh bao vây, hung dữ nhìn chằm chằm mình. Một người trong đó quát, nhóc con, mày can đảm đấy, dám tự tưởng Hàn Băng Nghiên. Ngô Bình liếc bọn họ, chắc hẳn đều là học sinh lớp 12. Tuy vẻ mặt họ nhìn rất dữ dằn, nhưng khí thế lại chẳng đủ. Cậu không nói gì. Đi tới lan can thang lầu, vươn tay nắm lấy, lan can được làm từ ống thép thoáng chốc bị Ngô Bình nặn. Ra giấu 5 ngón tay. Mấy người kia thấy vậy đều sợ ngây người, đây mà là người sao? Tên dẫn đầu lập tức lùi lại mấy bước, mặt mày trắng bệch run rẩy nói, mày đừng có làm liều, tao sẽ mét giáo viên đó. Ngô Bình khinh bỉ nói, chỉ với mấy tên ăn hại các người, một trưởng của tao thôi cũng đủ để đánh chết một thằng rồi, cút ngay. 4 nam sinh quay đầu bỏ chạy, sợ Ngô Bình đuổi theo đánh họ. Thời gian tự học đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc, trước khi tan học, các giáo viên sẽ trả hết bài thi hôm nay lại. Ngoại ngữ Ngô Bình được 149 điểm, điểm tối đa sinh vật là 100 thì cậu được 99 điểm, vật lý đạt điểm tối đa, hóa học được 97 điểm. Cuối cùng, tổng điểm Ngô Bình đạt tới 740. Mà dựa theo dữ liệu các giáo viên nhận được, người đứng thứ hai toàn thành phố cũng chỉ thi được 719 điểm. Ngô Bình còn nhiều hơn người đứng thứ hai tận 21 điểm. Trong trường, Trần Mậu Tông cũng nhận được thành tích, vật lý của cậu ta cũng không được tốt, ngoại ngữ chỉ đạt 131, tổng được 680 điểm, ít hơn Ngô Bình cả 61 điểm. Đứng thứ 28 toàn thành phố, cách top 10 cả một đoạn. Thành tích vừa được công bố, cả trường đều chấn động. Ngay cả hiệu trưởng cũng tự mình chạy đến một chuyến ca ngợi Ngô Bình một phen, khen cậu là tấm gương của cả trường. Vừa kết thúc tiết tự học, Hàn Băng Nghiên vẫn đến tìm Ngô Bình, hai người ăn chút ăn khuya rồi ai về nhà người nấy. Sau khi về nhà, Ngô Bình đưa bài thi cho bố mẹ xem. Cậu đã thực hiện được lời khoác lác với bố lúc trước, lấy được vị trí đứng đầu toàn thành. Đêm đó, Ngô Đại Hưng cực kỳ vui vẻ, ngay cả xe taxi cũng không chạy. Mua một bình rượu ngon về muốn Ngô Bình uống cùng mình một chút. Nhưng mà, Ngô Đại Hưng mới uống được hai ly thì sắc mặt bỗng vàng như nến, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, đôi tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Dương Quế Chi thấy vậy hoảng sợ, vội vàng gọi cấp cứu. Còn Ngô Bình lại bị cảnh tượng ấy kích thích, trong đầu chợt toát ra một số tri thức liên quan đến y học. Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý. Đỡ Ngô Đại Hưng nằm lên sofa rồi vươn ngón cái của tay phải tìm một vị trí ngay tim rồi nhấn mạnh một cái. Ặc! Ngô Đại Hưng đau đớn hét lên một tiếng, sắc mặt lại trở nên bình thường, cái cảm giác đau thắt ngực cũng biến mất. Hai phút sau,
Ông ấy đứng lên, kinh ngạc nói, không sao, Tiểu Bình, sao con làm được? Ngô Bình khẽ thở phào đáp, bố đừng uống rượu nữa. Ban nãy, bố là bị nhồi máu cơ tim, làm con sợ muốn chết. Ngô Đại Hưng lắp bắp hoảng sợ, bố bị nhồi máu cơ tim á. Ngô Bình gật đầu, nhưng không sao, uống thuốc là được. Lúc này, trong đầu của cậu chợt xuất hiện vô số cách điều trị. Tuy Ngô Bình cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng trước mắt chữa bệnh cho bố quan trọng hơn nên tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Cậu chạy suốt đêm đến tiệm thuốc mua thuốc về nấu, mãi đến khi Ngô Đại Hưng uống xong Ngô Bình mới yên tâm. Tri thức về y học xuất hiện lúc đó cũng khiến Ngô Bình càng hiểu hơn về cơ thể con người, điều này đã giúp cho sự tu luyện của cậu rất nhiều. Đêm đó, trong đầu Ngô Bình đã xuất hiện pháp môn luyện khí. Luyện khí chia làm 10 tầng, nhưng sau 10 tầng còn có hai cảnh giới che giấu là luyện khí tầng 11 và luyện khí tầng 12. Có điều, lúc trước Ngô Bình chưa tu luyện cảnh giới tôi thể đã trực tiếp luyện ra chân khí. Điều này khiến cậu vô cùng khó hiểu. Theo nhận thức từ bé đến lớn, Ngô Bình biết không đặt vững nền móng thì mai sau chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Thế nên, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bắt đầu tu luyện lại từ cảnh giới tôi thể. Trong đầu Ngô Bình, cảnh giới tôi thể có 10 tầng lần lượt là luyện da, luyện cơ, luyện máu, luyện xương, luyện tủy, luyện khiếu, tiểu luyện hình, đại luyện hình, nhật nguyệt song luyện, thiên địa tinh luyện. Đêm đó, cậu cứ theo thứ tự luyện da, luyện cơ, luyện máu, luyện xương. Lẽ ra khi tu luyện những tầng ấy thì cần phải có thảo dược riêng, nhưng mỗi khi Ngô Bình tu luyện tới giai đoạn nào thì trong cơ thể sẽ tự động xuất hiện một sức mạnh thần bí giúp cậu nhanh chóng đạt tới cực hạn. Ngày hôm sau, Ngô Bình vừa dậy đã cảm thấy mình cao lên. Vì thế, cậu chạy đến chỗ bình thường hay đo chiều cao đo. Trước đó, Ngô Bình cao khoảng 1m74, giờ lại được 1m78. Đi giày vào là được 1m8. Ngô Bình vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, cậu mới 17 tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi cao lên. Sau khi ăn sáng xong, Ngô Bình vui vẻ đến trường. Vừa vào cổng trường, cậu kinh ngạc phát hiện một dải băng rôn màu đỏ treo ở cổng, bên trên ghi, chúc mừng học sinh Ngô Bình của trường đạt được thành tích đứng đầu toàn thành phố trong lần thi lần này. Ngô Bình nhìn băng rôn mà có chút ngây người, trường học cũng khoa trương quá rồi. Bấy giờ, cậu cảm thấy sau lưng có người, quay đầu lại thì thấy là Giang Nhu và một nữ sinh khác. Chúc mừng, Giang Nhu nhàn nhạt nói. Ngô Bình ừ một tiếng, cảm ơn. Lúc này, một chiếc xe thương vụ dừng lại trước cổng trường. Hàn Băng Nhiên đeo cặp sách bước xuống rồi vẫy tay với Ngô Bình, Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu, chào buổi sáng, Băng Nhiên. Hàn Băng Nhiên ngó Băng Rôn, bụng miệng hô nhỏ, oa. Đứng đầu toàn thành phố, giỏi ghê luôn. Giang Nhu khẽ cười nói, đi nhanh lên, không thì sẽ bị vây xem đó. Hàn Băng Nhiên thấy dáng vẻ thờ ơ của Giang Nhu thì hơi khó chịu hỏi, Giang Nhu, lần này cậu thi thế nào? Giang Nhu nhàn nhạt đáp, cũng được, 634 điểm. Tôi khác các cậu. Với tôi thì thành tích tốt cũng được mà không tốt cũng chẳng sao. Hàn Băng Nhiên bĩu môi, đúng vậy, có một số người vẫn luôn nói mình khác với người ta nên đương nhiên không cần học tập rồi. Giang Nhu cũng không tính toán với cô ta, cười nhạt rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàn Băng Nhiên kéo lấy cánh tay Ngô Bình cười nói, Ngô Bình, cậu giỏi như vậy, sau này phải dạy tớ đó. Tớ không làm nổi đứng đầu toàn thành phố. Nhưng chắc đứng nhất lớp cũng được mà nhỉ. Trong đầu Ngô Bình thoáng chốc lại xuất hiện một vài cách học tập bèn nói, cái này dễ ẹc, hôm nay tan học đừng về. Chúng ta tìm chỗ nào yên lặng, tớ dạy cậu. Hàn Băng Nhiên nghe thấy Ngô Bình nói muốn tìm một chỗ yên lặng, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc ửng đỏ, hiểu lầm Ngô Bình, còn tưởng rằng cậu muốn dẫn mình đi khách sạn. Có điều, cô ta vẫn khẽ gật đầu nói, vậy học xong tớ sẽ đến tìm cậu. Trên chiếc xe thương vụ kia, tài xế lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của Ngô Bình. Trong khu biệt thự của người giàu ở Trung Châu, một người đàn ông trung niên nhìn bức ảnh được gửi đến trên điện thoại không khỏi cau mày. Nam sinh trong ảnh trông cực kỳ điển trai, cao khoảng 1m8, vẻ ngoài cũng ổn. Nhưng trông cách ăn mặc thì chắc hẳn là sinh ra trong một gia đình bình thường.
Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên chăm sóc da rẻ vô cùng tốt bước đến ngó rồi cười bảo, ánh mắt của Băng Nghiên càng ngày càng tốt. Lần trước, Trần Mậu Tông kia trông y như con khỉ. Còn chàng trai này đẹp trai chưa kìa, nước da hay vóc người đều rất tốt. Người đàn ông và người phụ nữ trung niên kia chính là bố mẹ Hàn Băng Nghiên, họ vẫn luôn để ý đến tình hình của con gái ở trong trường. Lần trước qua lại với một người tên là Trần Mậu Tông, nhưng họ lại cũng không mấy hài lòng. Lúc này, tài xế lại gửi đến một tin nhắn, thưa sếp, chàng trai này tên Ngô Bình, là học sinh có số điểm cao nhất toàn thành phố trong cuộc thi lần này, được 740 điểm. Người phụ nữ nhìn thấy tin nhắn đó bèn cười nói, chu choa, còn là thủ khoa cơ đấy. Chí Thành, em cảm thấy đứa nhỏ này ổn đó. Nếu Băng Nghiên thích cậu ta thì có thể thử quen nhau xem sao. Hàn Chí Thành hừ một tiếng, thành tích tốt thì có tác dụng gì? Công nhân trong công ty anh có 3 người là thủ khoa thành phố, một thủ khoa cấp tỉnh, không phải là vẫn làm công cho anh. Người phụ nữ cười nói, hồi đó chẳng phải anh cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Sao giờ lại khinh bỉ những chàng trai sinh ra trong gia đình thường vậy? Hàn Chí Thành thở dài, thời đại giờ khác rồi. Hồi xưa, người ở tầng dưới chót còn có cơ hội bò lên. Giờ lại rất khó, không có ô dù hay quý nhân giúp đỡ thì người thường khó mà bộc lộ tài năng. Người phụ nữ lại bảo, anh có thể làm quý nhân của người ta mà. Hàn Chí Thành, vậy phải xem cậu ta có đáng để anh dẫn dắt không? Người phụ nữ, hay là đêm nay hẹn cậu ta đến trong nhà chơi? Chúng ta cũng tiện thể xem thử đứa nhỏ này rốt cuộc là người thế nào. Hàn Chí Thành gật đầu, cũng được. Anh thấy Băng Nghiên rất quan tâm cậu ta, vậy gọi về nhà xem thử. Buổi sáng giải đề thi, Ngô Bình cũng không quá chú ý lắng nghe, một mình ôn tập. Giữa trưa tan học, cậu đang định về nhà ăn cơm lại bỗng nhận được điện thoại của mẹ. Trong điện thoại, Dương Quế Chi vội vàng nói, Tiểu Bình, chưa học xong thì đến nhà cô con đi. Bố mẹ đều không có ở nhà, cần phải đi ra ngoài hai người. Ngô Bình lén nghe thấy đầu bên kia có tiếng cãi cọ ầm ĩ, giờ thính lực của cậu rất tốt nên nghe thấy có ngư ơi đang quát mắng đe dọa. Ngô Bình thầm nghĩ sau đó mở miệng đồng ý, nhưng vừa cúp điện thoại đã chạy về nhà. Cậu phải về xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa về nhà, đã thấy dưới lần đậu hai chiếc xe Việt dã, trên mỗi chiếc đều có vài người ngồi. Ngô Bình nhìn thoáng qua rồi nhanh chân lên lầu. Đến trước cửa nhà. Chỉ thấy cửa mở toang, một đám người đứng trong phòng khách hút thuốc, Ngô Đại Hưng bị hai người đè dưới đất, mặt dán sát sàn nhà, khóe miệng đổ máu. Dương Quế Chi té ở góc tường, trên mặt xanh xanh tím tím, tóc bị lôi kéo rối tung. Ngô Đại Hưng cố sức vùng vẫy, nhưng hai gã đàn ông cao to lại đè chặt khiến ông ấy không thể nhúc nhích. Một người đàn ông đeo kính ngồi trên sofa, bắt chéo chân lạnh lùng nói, 300.000 tệ tiền lời kia. Hai người định khi nào thì trả. Ngô Đại Hưng cả giận nói, tôi đã sớm trả hết tiền rồi, không còn nợ mấy người nữa. Người đàn ông đeo kính cười lạnh một tiếng, phát hiện Ngô Bình tiến vào bèn hỏi, đây là con trai hai người đúng không? Sắc mặt Ngô Bình hết sức khó coi đi đến bên cạnh Ngô Đại Hưng, một tay một người vậy mà lại trực tiếp xách hai gã đàn ông kia lên rồi ném thẳng về phía cửa sổ. Soảng! Sau khi luyện tủy, sức lực của cậu cực kỳ lớn, nhịp tim mỗi lần đập đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ một nhịp đã có thể ném bay một người. Hai gã đàn ông kia va bể cửa sổ rớt thẳng từ tầng 4 xuống đất, vừa hay nện xuống hai chiếc xe Việt dã kia khiến đỉnh xe lõm thành hai cái hố to, kính cũng vỡ vụn. Người đàn ông đeo kính thấy vậy sợ ngây người, gã đứng bật dậy xông tới cửa sổ ngó xuống. Thấy chiếc xe Việt dã trị trí cả triệu tệ của mình bị nện nát bét thì giận dữ hét, lần này các người ít nhất cũng phải đền cho tôi 5 triệu tệ. Gã còn chưa nói xong đã cảm thấy tóc bị người ta nắm lấy, sau đó cả người treo không ngoài cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Cơn đau cùng nỗi sợ hãi khiến gã phát ra tiếng hét chói tai y như một mụ đàn bà. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, tại sao lại đánh bố mẹ tôi? Người đàn ông đeo kính vội đáp, nhà cậu thiếu tiền tôi không trả, tôi tới đòi nợ. Ngô Đại Hưng đứng lên nói, Tiểu Bình, hồi đó chính là tên này vi phạm giao thông, hại bố đâm hỏng xe của gã. Chiếc xe kia của gã hơn 10 triệu tệ, cuối cùng chi phí sửa chữa tốn hơn 3 triệu tệ.
bảo hiểm chỉ có thể chi trả 2 triệu, còn lại hơn 1 triệu, bố mẹ bán nhà trả. Giờ đã trôi qua mấy năm, không ngờ họ lại đến đòi nợ. Ngô Bình tức giận hỏi, nếu chúng tôi đã trả tiền, vậy sao còn đến? Gã run rẩy đáp, đừng kích động, tôi nhớ lộn, nhà cậu quả thật đã trả xong hết rồi. Dương Quế Chi lại nói, Tiểu Bình, hắn ta là cảm thấy nhà ta hiền lành dễ bắt nạt, cố tình đến lừa tiền của chúng ta. Và lại, tai nạn xe cộ hồi đó là do hắn ta gây ra, nhưng lại mua được cảnh sát giao thông đẩy hết trách nhiệm lên bố mẹ. Thật vậy hả? Ngô Bình nặng nề hỏi. Người đàn ông đeo kính vội đáp, đúng vậy, đều là lỗi của tôi. Cậu thả tôi xuống, lỡ tôi mà té xuống thì không chết cũng tàn phế mất. Ngô Bình lạnh lùng bảo, vậy trả hết tiền bồi thường mà bố tao đưa cho mày lại, không được thiếu đồng nào. Đúng rồi, còn cả tiền lời nữa. Một năm tính 20%, ba năm là 60%, tổng cộng 5 triệu tệ. Cậu cực kỳ hận đám người đã đánh bố mẹ mình và cũng không định tha cho họ một cách dễ dàng. Gã đeo kính sợ chết nên luôn miệng đồng ý. Ngô Bình, bảo người của mày mang tiền đến, tao muốn tiền mặt. Được, được, tôi sẽ bảo người đi lấy ngay. Gã lập tức gọi tới mấy người bị dọa choáng váng, bảo họ đi ngân hàng rút tiền. Đến tận giờ, Ngô Bình mới ném gã xuống đất rồi giẫm lên má phải gã, dùng chân nghiền khiến tên đeo kính đau đến nỗi hét thảm như tiếng giết heo. Đau quá! Ngô Bình hỏi, mày tên gì? Tôi tên Mã Thiếu Uy. Tuy Ngô Đại Hưng khá kinh ngạc trước sức chiến đấu của Ngô Bình, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, Tiểu Bình, nhà họ Mã là một gia tộc khá có thế lực ở vùng này, có khôi tài sản cả tỷ. Mã Thiếu Uy kia là cậu chủ nhà họ Mã. Ngô Bình, bố, chúng ta không cần phải sợ họ, người nên sợ là họ mới đúng. Trong khoảng thời gian này, cậu thường xuyên lên mạng tìm kiếm những thông tin liên quan đến tu luyện, cũng coi như có một ít hiểu biết nhất định với giới tu hành. Người thường và người tu hành rất ít tiếp xúc, luyện khí hậu kỳ như cậu, ở trong phạm vi cả tỉnh đã là rất lợi hại rồi. Thế nên, cậu mới chẳng hề e sợ nhà họ Mã kia. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng xe cứu thương. Hai đàn em rớt xuống được xe chở đi. Tuy không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thương nội tạng. Lại qua hơn nửa tiếng, người của Mã Thiếu Uy mới mang 5 triệu tiền mặt chạy đến. Ngô Bình đếm sơ một lượt rồi gật đầu nói, tiền này, là mày nợ nhà tao. Sau đó, cậu chỉ vào bố mẹ mình, mày đánh bố mẹ tao, còn làm hư cửa sổ. Cái này cũng phải bồi thường, tao cũng không muốn nhiều, 500.000 tệ là được. Mã Thiếu Uy nghiến răng nói, được, tôi đền. Ngô Bình, 500.000 này không cần đưa vội, ngày mai tao đến nhà họ Mã để lấy. Mã Thiếu Uy ngây người, không hiểu ý Ngô Bình là thế nào. Ngô Bình lạnh nhạt nói, mày cút đi được rồi. Mã Thiếu Uy vội vàng đưa người rời đi, sau khi xuống lầu, Mã Thiếu Uy căm hận liếc nhìn chiếc xe địa hình đang tan nát kia, thấp giọng nói, quay về. Nói chuyện này cho bố tao. Trên lầu. Vợ chồng Ngô Đại Hưng cảm thấy như nằm mơ vậy, đến bây giờ vẫn còn sửng sốt. Tiểu Bình, sao con lợi hại vậy, thoáng chốc đã đánh bại bọn họ rồi. Ngô Đại Hưng hỏi con mình. Ngô Bình cười nói, con vẫn lén luyện công, đánh nhau cũng này nọ lắm. Dương Quế Chi thì lại lo lắng Mã Thiếu Uy sẽ báo thù, bèn nói, Tiểu Bình, chúng ta đừng nên xung đột với người ta, dù sao đó cũng là nhà giàu có quyền có thế. Mấy ngày tới. Con cứ đến nhà cô con tránh tạm đi. Nhắc đến cô của mình, trong lòng Ngô Bình lại cảm thấy ấm áp. Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện thì đều là cô của cậu cứ bận tới bận lui, ngay cả căn nhà này cũng là do cô cho bọn họ mượn ở. Sau khi lên cấp 3, cứ cách 2-3 hôm cô lại cho cậu tiền tiêu vặt, giày thể thao hơn 1.000 trên chân cậu cũng là do cô mua. Ngô Bình, mẹ, không sao đâu. Cậu nhìn đồng hồ, bố à. Buổi chiều chúng ta đi xem nhà. Sau đó cùng đến thăm cô đi. Ngô Đại Hưng nhìn 5 triệu tiền mặt dưới đất, vẫn không dám tin nổi, nói, khoản tiền này, nhà họ Mã chắc chắn sẽ không đưa cho chúng ta một cách dễ dàng. Ngô Bình, không cần quan tâm mấy chuyện đó, cứ mua nhà trước đã. Cách trường cấp 3 số 10 không xa có một tòa nhà 7 tầng, hoàn cảnh không tệ. Ngô Bằng tìm môi giới. Cùng Ngô Đại Hưng chọn một ngôi căn hộ cũ có diện tích khoảng 160 m², 3 phòng ngủ, 2 sảnh,
hai nhà vệ sinh. Căn nhà mới được tu sửa hơn một năm, vốn dĩ cùng để làm nhà tân hôn, nhưng hai vợ chồng chủ đều làm việc ở thủ đô, chuẩn bị mua nhà ở bên đó nên muốn bán căn nhà ở Trung Châu này. Đồ dùng điện tử trong nhà vẫn chưa từng dùng đến, Ngô Bình và Ngô Đại Hưng xem qua, đều cảm thấy rất hài lòng, lập tức muốn mua nhà. Giá trị căn nhà là 4 triệu rưỡi, dùng 5 triệu mua đứt vẫn còn dư. Ngoài ra, Ngô Bình lại bỏ ra 240.000 mua 2 chỗ đậu xe, tổng cộng là 4 triệu 740.000. Ký hợp đồng mua nhà xong thì mới 4 triệu giờ, hai bố con lại mua trái cây đến nhà cô của Ngô Bình. Cô của Ngô Bình tên Ngô Ngọc Thu, kinh doanh một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng buôn bán cũng khá tốt, mỗi năm có thể kiếm được 300.000 tiền lại. Bọn họ đến nhà hàng thì thấy một người phụ nữ chừng 40 đang ngồi sau quầy tính toán sổ sách. Giờ này, trong tiệm không có nhiều khách, chỉ có một nhân viên tạp vụ đang dọn vệ sinh. Cô à! Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Ngọc Thu ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ vui cười, Tiểu Bình, anh hai, hai người đến rồi à? Bà ấy đứng dậy nhận lấy trái cây trong tay Ngô Bình, cười nói, hai người vào bên trong ngồi đi. Tiểu Bình có đói không? Cô bảo nhà bếp làm chút đồ ăn cho cháu. Ngô Bình cười nói, cháu không đói. Sượng đâu ạ? Ngô Ngọc Thu, đi nhập hàng rồi. Nói rồi mọi người tiến vào trong một căn phòng nhỏ bên trong, không gian không lớn, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Ngô Ngọc Thu lấy một ít đồ ăn vặt cho Ngô Bình, rồi lại rót chén trà cho anh trai, nói, anh hai, hôm nay anh không đi chạy xe sao? Ngô Đại Hưng, hôm nay nghỉ ngơi nên cùng Tiểu Bình đến thăm em. Dạo này làm ăn ổn chứ? Ngô Ngọc Thu, cũng khá tốt, bận mệt cả người, em cũng muốn tìm nhân viên phụ. Ngô Đại Hưng gật đầu, lấy 200.000 còn lại từ trong túi bỏ lên bàn, nói, Ngọc Thu, tiền này dùng mấy năm rồi, vẫn chưa trả cho em nên hôm nay. Thấy nhiều tiền như vậy, Ngô Ngọc Thu kinh ngạc, anh, tiền này ở đâu ra vậy? Ngô Bình cười nói, cô à, đây là tiền học bổng, cháu thi lần này đứng nhất thành phố, được thưởng 100.000. Ngô Ngọc Thu vui mừng, vậy sao? Nhất toàn thành à, cháu trai nhà cô, cháu giỏi thật. Bà ấy vui mừng ôm lấy Ngô Bình, thơm mạnh một cái lên mặt cậu. Ngô Bình cười nói, cháu là cháu trai cô, thành tích học tập kém được sao? Ngô Ngọc Thu cười ha ha, rồi lại đẩy tiền về, anh à, nhà hàng em kiếm được cũng không tệ. Tiền thì không vội trả. Năm sau Tiểu Bình cũng lên đại học rồi, nhiều thứ cần phải dùng tiền nữa. Ngô Bình vội đẩy tiền qua, cô à, bây giờ cháu đã có học bổng, lên đến đại học, cháu cam đoan không dùng một đồng nào từ trong nhà, thậm chí còn có thể kiếm được tiền. Cứ từ chối đôi ba lần, cuối cùng Ngô Ngọc Thu mới nhận lấy tiền, nhưng lại lấy ra 50.000 bỏ vào trong tay Ngô Bình, cười nói Tiểu Bình, thành tích cháu tốt như vậy, lại đang lúc phát triển thể chất. Không nên khiến bản thân mệt mỏi. Tiền này là tiền tiêu vặt cô cho cháu, cháu muốn mua quần áo giày dép gì, muốn ăn gì, cứ lấy mà mua. Ngô Đại Hưng vội nói, vậy sao được? Ngọc Thu, tiền em kiếm cũng chẳng dễ gì, Tiểu Bân cũng sắp học đại học rồi, chẳng phải cũng cần dùng tiền sao? Ngô Ngọc Thu nói, ôi, với cái thành tích hơn 200 điểm của nó ấy à, thì đậu được trường nào chứ, em cũng không mong đợi gì. Ngô Bình có một cậu em họ, nhỏ hơn cậu một tuổi tên Trương Bân, từ nhỏ đã nghịch ngợm, bây giờ đang học lớp 11 nhưng thường hút thuốc uống rượu, ra ngoài đánh bài với người khác, không thích học hành. Mọi người đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên đi vào, vóc dáng không cao, đen đen gầy gò, là chồng của Ngô Ngọc Thu, tên Trương Bảo Tùng. Anh hai, anh đến à? Tiểu Bình, chú mua quýt ngào đường này, nếm thử đi, ông ấy cười chào hỏi. Ngô Đại Hưng, Bảo Tùng, nhập hàng xong rồi sao? Trương Bảo Tùng gật đầu, vâng, nhập xong rồi. Ông ấy ngồi xuống, nói chuyện vài câu, nghe nói họ đến trả tiền, ông ấy vội nói, anh à, tiền này không vội, anh cứ dùng đi. Ngô Đại Hưng, bây giờ trong tay anh cũng dư giả chút rồi, và lại các em còn làm ăn kinh doanh, lúc nào cũng cần dùng tiền, anh cứ đem đến trước. Trương Bảo Tùng, anh hai. Em đang muốn mua đứt tiệm kế bên, sau đó đập tường nối liền hai bên, mở rộng quy mô nhà hàng. Nhà hàng em kinh doanh cũng không tệ, chỉ là diện tích nơi này quá nhỏ,
khách khứa cũng phải xếp hàng. Nếu mặt bằng lớn hơn, doanh thu có thể tăng hơn một nửa. Hơn nữa, buổi sáng cũng có thể có chỗ bán đồ ăn sáng. Ngô Đại Hưng hỏi, vậy mua tiệm kế bên thì bao nhiêu tiền? Trương Bảo Tùng, lầu trên lầu dưới tầm 150 m², phải hao 6 triệu. Em định tự mình bỏ ra tiền cọc, còn lại thì đi vay. Ngô Bình chợt quan tâm, hỏi, chú à, chú có thể chuẩn bị được bao nhiêu? Trương Bảo Tùng cười nói, tìm bạn bè thân thích cùng hùn vô, cũng tầm 1,5 triệu. Ngô Bình gật đầu, cậu âm thầm quyết định phải nghĩ cách kiếm tiền, giúp nhà cô mua lại tiệm này. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm, Ngô Đại Hưng ở lại giúp đỡ, Ngô Bình rời đi trước, về nhà tiếp tục tu luyện. Ngày mai, cậu phải đến nhà họ Mã, phải mau chóng nâng cao thực lực bản thân. Dù sao nhà họ Mã cũng không dễ chọc, nói không chừng còn có cao thủ, nếu cậu không đánh lại thì rắc rối to rồi. Sau khi luyện tủy, tiếp theo là luyện khiếu. Cơ thể người có rất nhiều đầu mối then chốt liên kết với vũ trụ, đó được gọi là khiếu. Trong ký ức của cậu, cơ thể người có 36 thiên khiếu, 72 địa khiếu. Bình thường, tu sĩ trên thế giới này có thể khai thông được 3 địa khiếu là đã xem như không tệ rồi, có thể khai thông trên 10 khiếu chính là thiên tài. Còn về thiên khiếu, đa số mọi người chỉ có thể khai thông được 1 khiếu, có thể khai thông được 3 khiếu thì rất hiếm thấy. Ngô Bình thử khai thông địa khiếu thứ nhất, sự chú ý của cậu vừa rơi vào vị trí địa khiếu kia thì nó đã tự động mở ra, một luồng sức mạnh hung hãn ẩn sâu trong thân thể tuôn trào, hòa vào chân khí của cậu, rèn luyện cơ thể. Ngô Bình ngây người, cái khiếu này cũng dễ mở quá rồi ấy chứ. Kế tiếp, cậu lần lượt mở ra địa khiếu thứ hai, thứ ba. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi mà Ngô Bình đã thông được hết 72 địa khiếu. 72 địa khiếu, mỗi cái đều trào ra một năng lượng có hiệu quả khác nhau, tạo thành một luồng năng lượng thuần túy chui rèn tay chân trăm huyệt. Sau đó, cậu lại dùng một tiếng mở 36 thiên khiếu. Thiên khiếu khác địa khiếu, trong địa khiếu chứa đựng sức mạnh cơ thể, còn thiên khiếu có thể hấp thu sức mạnh trong vũ trụ và linh khí trong đất trời sử dụng cho mình. Sau khi mở ra 36 thiên khiếu, Ngô Bình cảm giác được có 36 loại năng lượng trong đất trời cuồn cuộn chui vào trong cơ thể và thần hồn mình. Chẳng mấy chốc, cậu đã bước vào cảnh giới tiếp theo là tiểu luyện hình. Tiểu luyện hình này là khiến sức mạnh trong khiếu chui rèn cả người một thời gian ngắn để đạt tới cường hóa thể chất. Tu sĩ bình thường có thể có 3 hay 5 loại sức mạnh, còn Ngô Bình lại có 72 loại. Sức mạnh ấy cực kỳ to lớn, trong cơ thể cậu không ngừng bài tiết ra mồ hôi hôi thối. Người cũng liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Đến 7 giờ rưỡi, cơ thể Ngô Bình mới không còn bài tiết chất bẩn nữa. Lúc này, cậu cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Bỗng dưng, cậu nhận được điện thoại của Hàn Băng Nghiên. Anh Bình, sao anh không đến lớp tự học buổi chiều? Ngô Bình đáp, anh xin nghỉ rồi, đang ở nhà nè. Hàn Băng Nghiên, không sao chứ? Ngô Bình cười đáp, không sao. Hàn Băng Nghiên, vậy đêm nay anh rảnh không, em muốn mời anh đến nhà chơi. Ngô Bình nhìn đồng hồ, ừ, được, 10 phút nữa anh đến. Hàn Băng Nghiên vui vẻ nói, anh biết nhà em ở đâu không, em chờ anh trước cửa nhé. Ngô Bình gọi một chiếc xe đến nhà Hàn Băng Nghiên, vừa đến cửa quả nhiên nhìn thấy Hàn Băng Nghiên đang đứng đó chờ mình. Ngô Bình đến chơi, xách theo 2 chai rượu vang làm quà. Rượu này là một đồng đội của Ngô Đại Thái tặng, nói là một loại rượu ngoại nổi tiếng. Mười mấy năm trước, một chai có thể bán được cả 2,000-3,000 tệ. Băng Nghiên, anh có mang cho chú 2 chai rượu vang nè. Hàn Băng Nghiên cười nói, khách sáo như vậy chi, có điều, bố em đúng là thích rượu vang, ông ấy chắc chắn sẽ thích. Đi thôi, bọn họ đang chờ chúng ta trong nhà đó. Sau khi tiến vào khu nhà giàu, đi khoảng mấy trăm mét là thấy một cái biệt thự. Chúng đều có sân trước sân sau, 3 lầu, 2 hầm ngầm, chiếm diện tích ít nhất cũng 300 m². Diện tích mỗi tầng cũng hơn 100 m². Ngô Bình, nhà của em to ghê. Hàn Băng Nghiên cười nói, đây là nhà mới, nhà cũ là một căn biệt thự trên núi, xong, nơi đó đang sửa nên nhà em bèn đến đây ở. Ngô Bình, căn trên núi còn to hơn à? Hàn Băng Nghiên đáp, cũng tạm, lớn hơn căn này một chút.
Hai người đi vào nhà, bố Hàn Băng Nghiên là Hàn Chí Thành đang tập vung gậy trong phòng khách, thấy Ngô Bình thì thả gậy đánh gôn xuống cười chào hỏi, "Tiểu Ngô à, mau ngồi đi cháu." Ngô Bình vội vàng chào hỏi rồi ngồi xuống sofa. Mẹ Hàn bảo người hầu cầm trái cây lên cười bảo, "Tiểu Ngô, ăn trái cây trước đi." "Cảm ơn cô." Ngô Bình cũng không khách sáo, cầm lấy một chùm nho ăn. Hàn Chí Thành, "Tiểu Ngô, chú nghe Băng Nghiên nói cuộc thi lần trước cháu thi khá tốt, là người đứng đầu toàn thành phố." Ngô Bình đáp, "Vâng thưa chú, cháu làm cũng được." Hàn Chí Thành, "Đứng đầu toàn thành phố thì cháu có thể tùy tiện chọn vào những đại học nổi tiếng trong nước rồi. Chẳng biết, cháu có hứng thú đi du học không?" Lúc này, Ngô Bình lại lắc đầu, "Tạm thời cháu không tính đi du học." Hàn Chí Thành, "Trình độ trường đại học ở nước ngoài cao hơn, cháu giỏi như vậy, không đi thì đáng tiếc. Nếu cháu muốn, chú có thể chuẩn bị giúp cháu. Mấy người bạn của chú đều là những giáo sư của mấy trường đại học đứng đầu ở nước ngoài." Ngô Bình, "Cảm ơn chú, nếu cần, cháu chắc chắn sẽ nhờ chú giúp." Trong quá trình nói chuyện với nhau, Ngô Bình phát hiện vầng trán của Hàn Chí Thành hơi tái, vì ánh đèn nên người bình thường không nhìn ra. Tình trạng này khiến cậu nghĩ đến một chứng bệnh. Bấy giờ, mẹ Hàn hỏi, "Tiểu Ngô, cháu tính học ngành gì?" Ngô Bình đang suy nghĩ về tình trạng của Hàn Chí Thành nên thuận miệng đáp, "Học y, cháu rất thích y học." Hàn Chí Thành lập tức hứng thú, "Vậy hả, cháu biết khám chữa bệnh?" Ngô Bình gật đầu, "Có tự học một chút." Cậu nhân cơ hội nói, "Chú, hay là cháu bắt mạch thử cho chú nhé?" Hàn Chí Thành cười đáp, "Được thôi, chú đang định đi kiểm tra sức khỏe nè, cháu khám thử cho chú đi." Ngô Bình ngồi sang, vươn tay đặt lên cổ tay Hàn Chí Thành. Khi bắt mạch thì có càng nhiều ký ức xuất hiện trong đầu, cậu lập tức cảm nhận được cơ thể Hàn Chí Thành xảy ra vấn đề. Cậu lại đổi tay khác bắt mạch, mấy phút sau bèn hỏi, "Có phải thỉnh thoảng chú sẽ cảm thấy hoảng hốt? Một giây trước còn đang làm chuyện gì đó, một giây sau đã cảm thấy như trôi qua mấy đời rồi đúng không?" Hàn Chí Thành ngẩn ra, lập tức gật đầu, "Đúng là có tình trạng đấy. Đặc biệt là nửa năm gần đây, mỗi ngày đều sẽ xảy ra một lần. Có điều, chú có hỏi một bác sĩ, người ta nói tình huống ấy rất bình thường." Ngô Bình tiếp tục hỏi, "Có phải buổi tối, lúc ngủ sẽ chìm vào trong mộng mị không thể tỉnh lại, mãi đến khi tác động bên ngoài đánh thức?" Hàn Chí Thành lại gật đầu, "Đúng vậy, cứ cách dăm ba bữa sẽ xảy ra một lần." "Tiểu Ngô, cháu cũng giỏi ghê, cái này cũng biết được à?" Ngô Bình, "Vả lại, phải hơn một giờ sáng chú mới ngủ được. Trước đó, dù làm gì cũng không ngủ được, trừ khi dùng thuốc ngủ đúng không?" Vẻ mặt Hàn Chí Thành chợt trở nên nghiêm túc, "Tiểu Ngô, có phải cơ thể chú đã xảy ra vấn đề gì rồi đúng không?" Ngô Bình không đáp ngay, cậu vẫn không tự tin lắm với suy đoán của mình. Dù sao, cậu cũng vừa mới có được ký ức ấy bèn đáp, "Chú à, cháu vẫn chưa thể chắc chắn. Ngày mai, chú đến bệnh viện kiểm tra đầu thử xem, phải làm cẩn thận chút, coi bác sĩ nói thế nào." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Băng Nghiên trắng bệch hỏi, "Anh Bình, anh đừng làm em sợ. Anh cứ trực tiếp nói cho em biết đi, cơ thể bố em bị gì thế?" Ngô Bình im lặng một lát rồi nói, "Có khả năng là u não, vị trí của nó khá sâu, gần như không thể nào mổ. Nhưng Băng Nghiên em cũng đừng quá lo lắng, nếu chẩn đoán đúng, anh có cách chữa trị." Hàn Băng Nghiên vui vẻ, "Anh có thể chữa được hả? Tốt quá." Hàn Chí Thành nghe nói mình mắc bệnh thì chẳng còn vui vẻ, một mình đi ban công hút thuốc. Mẹ Hàn vẫn không yên tâm, lại hỏi Ngô Bình một số tình huống. 9 giờ rưỡi, Ngô Bình ra về, Hàn Băng Nghiên bảo tài xế đưa anh về nhà. Sau khi quay vào nhà, cô phát hiện bố mẹ đang ngồi trong phòng khách chờ mình. Bố đừng lo. Chẳng phải Ngô Bình đã nói rồi à, dù là bị bệnh thì anh ấy cũng có thể chữa được. Hàn Chí Thành nhìn con gái mình hỏi, Băng Nghiên, Tiểu Ngô còn trẻ như vậy đã chẩn đoán được cơ thể bố xảy ra vấn đề. Nếu suy đoán của cậu ta là đúng thì sau này đương nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Hàn Băng Nghiên cười nói, vốn dĩ anh ấy đã rất lợi hại rồi. Bố có biết luyện khí hậu kỳ là gì không? Hàn Chí Thành hoảng sợ, không khỏi ngồi thẳng lên hỏi, luyện khí hậu kỳ? Cái đó thì liên quan gì đến Ngô Bình? Hàn Băng Nghiên đáp,
bởi vì Ngô Bình chính là luyện khí hậu kỳ. Cái gì? Hàn Chí Thành bỗng đứng phát dậy, cậu ta là cao thủ luyện khí ư? Hàn Băng Nhiên gật đầu, đúng thế. Hôm đó, chúng con đang ăn cơm bên ngoài thì gặp một đám người xấu đến quấy rối. Ngô Bình chỉ mới ra tay, tên kia đã sợ tới mức run bần bật, nói rằng không biết anh ấy là cao thủ luyện khí hậu kỳ, đã đắc tội gì đó. Sau, Ngô Bình thả họ đi, họ lại giống như chó nhà có tang, chạy trối chết. Hàn Chí Thành hít sâu một hơi, 17, 18 tuổi đã là luyện khí hậu kỳ, điều này cũng kinh khủng quá rồi. Hàn Băng Nhiên không biết luyện khí hậu kỳ mười mấy tuổi lợi hại cỡ nào, cô cười nói, bố à, chẳng lẽ còn lợi hại hơn bố sao? Hàn Chí Thành im lặng vài giây rồi nói, cho dù là một người luyện thể đứng trước mặt, bố cũng cảm thấy tự ti, chứ đừng nói là cấp bậc luyện khí hậu kỳ như cậu ta. Hàn Băng Nhiên ngây người hỏi, bố, Ngô Bình kia có phải sẽ càng lợi hơn không? Hàn Chí Thành gật đầu, trẻ như vậy mà đã có thành tựu thế rồi. Sau này ít nhất cũng có thể đạt được luyện khí đỉnh cao, thậm chí là bí cảnh, thần thông cảnh. Hàn Băng Nhiên, thần thông cảnh, ý là có pháp thuật rồi không ạ? Hàn Chí Thành, bố chỉ là nghe một cao thủ luyện khí từng nhắc đến, cụ thể thế nào, bố cũng không rõ. Ông ấy nhìn con gái mình, nói, Băng Nhiên, bạn trai lúc trước con quen, bố cũng chẳng coi ra gì. Nhưng người lần này rất tốt, bố ủng hộ con. Hàn Băng Nhiên lập tức trợn tròn mắt, con có nói anh ấy là bạn trai con sao? Mẹ Hàn cười nói, không phải sao? Nếu không phải, vậy mẹ giới thiệu Ngô Bình cho chị họ con là được rồi. Hàn Băng Nhiên có một người chị họ xinh đẹp, xuất sắc đến mức không đàn ông nào dám đeo đuổi cô ấy. Nghe mẹ nói vậy, Hàn Băng Nhiên sẵng giọng nói, mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột mẹ không vậy? Ngô Bình quay về nhà, phát hiện mẹ đã làm xong cơm. Đợi cậu quay về, Ngô Đại Hưng lại ra ngoài chạy xe rồi, vẫn chưa quay về. Cửa sổ bị đập bể, Dương Quế Chi đã tìm người sửa xong, đổi cửa gỗ lúc trước thành cửa kim loại. Ngô Bình ăn một ít rồi về phòng tu luyện. Hiện tại cậu đang ở trạng thái tiểu luyện hình, 72 loại sức mạnh trong thân thể và 36 loại sức mạnh trong vũ trụ liên tục được tôi luyện, khiến thân thể cậu chẳng mấy chốc đã đạt đến sức mạnh trước nay chưa từng có. Qua không giờ, cậu đã hoàn thành tiểu luyện hình, tiếp tục bước vào giai đoạn đại luyện hình. Lúc tu luyện đại luyện hình, cậu cảm nhận được từng luồng sức mạnh tuôn ra từ trong hư không, khiến thân thể cậu lại thay đổi. Quá trình này kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ thì kết thúc, đại luyện hình đã hoàn thành. Lúc này, cậu lên mái nhà, hấp thụ ánh trăng, bắt đầu quá trình song luyện nhật nguyệt, tu luyện được hơn 1 giờ đồng hồ, mặt trời đã lên, cậu tiếp tục hấp thụ ánh mặt trời. Trong lúc này, trong hư không lại tiếp tục xuất hiện sức mạnh huyền diệu, khiến thân thể và tinh thần cậu lại nâng cao đáng kể. 7 giờ rưỡi sáng, song luyện nhật nguyệt của cậu cũng hoàn thành. Tu luyện cả một đêm, cậu phát hiện bản thân cao lên thêm, chiều cao tăng đến 1m83. Sau đó cậu ăn bữa sáng trước rồi đến trường đi học. Hôm nay trường cấp 3 số 1 Trung Châu rất náo nhiệt. Bởi vì có hội học sinh giao lưu bên trường cấp 3 số 1 Minh Châu đến đây, tham gia thi đấu giao hữu bóng rổ. Vốn là hai trường cấp 3 đứng đầu của tỉnh, trình độ bóng rổ hai trường đều rất cao. Trong giải thi đấu bóng rổ học sinh cấp 3 toàn quốc năm ngoái, đội của trường số 1 Trung Châu thất bại với khoảng cách 3 điểm, không thể tham gia chung kết tỉnh, chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh của trường số 1 Trung Châu. Vì vậy, mỗi lần thi đấu, hai đội chiến với nhau rất quyết liệt. Ngô Bình vừa vào phòng học đã thấy Giang Nhu đang ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ, bọn họ thống nhất đổi sang đồng phục đội cổ vũ, bộ đồ tôn lên toàn bộ vóc dáng hoàn mỹ của họ. Từ Kiêu cảm khái nói, nếu tớ ở trong đội thì hay rồi, tâm điểm chú ý các bạn nữ cũng sẽ là tớ. Ngô Bình xoa đầu cậu ta, cậu không sao chứ, ban ngày ban mặt còn mơ mộng. Từ Kiêu, anh Bình, chiều nay không có tiết, tất cả mọi người đều có thể đi xem thi đấu. Chúng ta cũng đi cổ vũ đội nhà đi. Vừa nói xong, Hàn Băng Nhiên đi vào, cô cầm theo một túi đồ ăn vặt, cười ngọt ngào, nói với Ngô Bình, anh Bình, chúng ta cùng đi xem thi đấu đi. Ngô Bình nhìn đồng hồ, cách cuộc thi còn hơn một tiếng, bèn nói, được. Nhưng anh có chút chuyện phải đi một chuyến, quay về mới xem thi đấu. Từ Kiêu, anh Bình, chuyện gì vậy,
có cần tớ đi cùng cậu không? Ngô Bình cười nói, không cần, tớ đi rồi về. Hàn Băng Nghiên, anh Bình, tài xế riêng đang ở trường, nếu anh có chuyện thì em bảo tài xế chở anh. Ngô Bình có chút bất ngờ, tài xế riêng sao lại ở trường? Hàn Băng Nghiên cười nói, hôm nay em khao đội bóng trường mấy món ngon nên bảo tài xế lái xe đến đây. Ngô Bình gật đầu, vậy cũng được. Đến bãi đậu xe của trường, Ngô Bình ngồi lên chiếc xe thương vụ. Chiếc xe thương vụ này là loại chạy bằng điện, sử dụng trí tuệ nhân tạo công nghệ cao, ghế ngồi cũng rất thoải mái. Lên xe, Ngô Bình nói, đến Trấn Mã Gia. Trấn Mã Gia là một khu dân cư, đó chính là địa bàn nhà họ Mã, cũng là nơi nhà họ Mã lập nghiệp. Tuy hiện tại nhà họ Mã rất có tiền, nhưng vẫn sống ở Trấn Mã Gia, chưa từng chuyển đi. Đi hơn nửa tiếng, chiếc xe tranh nhanh vào Trấn Mã Gia. Ngô Bình bảo tài xế tìm một nơi dừng xe, cậu một mình bước xuống xe, đến gặp Mã Thiếu Uy. Trên đường đi cậu đã gọi điện cho Mã Thiếu Uy, nói mình sắp đến rồi, Mã Thiếu Uy cũng lập tức gửi định vị cho cậu. Lúc này, trong khoảng sân rộng hơn 1000 m² của Trấn Mã Gia, Mã Thiếu Uy và một nhóm người đang đợi Ngô Bình xuất hiện. Trong đó cũng có bố của Mã Thiếu Uy, một người đàn ông trung niên đầy râu, ông ta đứng bên cạnh một ông lão trông rất mạnh khỏe. Khom người nói, ông Thiết, Thiếu Uy nói tên kia đánh nhau rất lợi hại, chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ đành mời ông ra tay. Ông Thiết này là một cao thủ của Trung Châu, tên Thiết Đường, thường được gọi là quỷ thủ Thiết Trưởng, luyện Thiết Sa Trưởng với uy lực kinh người. Thiết Đường lạnh nhạt nói, một tên nhóc phát mũi chưa sạch, không phải lo. Ngay lúc này, Ngô Bình đi vào. Mã Thiếu Uy nhìn cậu, lập tức lên tiếng, bố, chính là nó. Người đàn ông trung niên tên Mã Kính Võ, ông ta đánh giá Ngô Bình, nhóc con, mày dám đánh người nhà họ Mã bị thương, còn tống tiền con tao 5 triệu, gan cũng không nhỏ nhỉ. Ngô Bình nói, 5 triệu kia là do tên khốn Mã Thiếu Uy muốn cướp của nhà tôi muốn đòi cả vốn lẫn lời, có gì không đúng sao? Mã Kính Võ cười lạnh, mày được lắm, hôm nay mày đến đây rồi thì đừng nghĩ quay về được. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Mã Thiếu Uy đánh bố mẹ tôi, còn nợ tôi 500.000, nhưng thái độ ông ngang tàng như vậy, phải thêm 500.000. Thiết Đường đứng lên, bình thản nói, nhóc con, cậu còn trẻ, làm người chớ có kiêu căng như vậy. Người kiêu căng, ắt gặp nạn. Ngô Bình đánh giá ông lão, tri thức y đạo của cậu nói cho cậu biết, công phu ông lão này không yếu, nhưng khuyết điểm cũng hiện ra rất rõ, ông ta đi lại có vấn đề, bước chân không linh hoạt. Ngoài ra, tu vi của ông ta cũng không phải cao, miễn cưỡng cũng coi như vừa đến ngưỡng luyện khí. Ngô Bình, đây là chuyện của tôi và nhà họ Mã, người ngoài đừng can dự. Thiết Đường cười lạnh, tôi đã khuyên cậu rồi, không nghe thì tôi cũng hết cách. Nói rồi, ông ta tiến về phía Ngô Bình. Hai người cách nhau chừng 5 bước, Ngô Bình đột nhiên bước lên, tốc độ rất nhanh, trước mắt mọi người lóe một cái, cậu đã đến sau lưng Thiết Đường. Thiết Đường cứng đờ người, sững sờ đứng tại chỗ, run giọng nói, xin cậu tha mạng. Thì ra, bàn tay Ngô Bình đã đè sau lưng ông ta. Ngô Bình hỏi, nhà họ Mã mời ông, tốn bao nhiêu tiền? Thiết Đường vội nói, 1 triệu. Ngô Bình, ông yếu như vậy, lấy 1 triệu kia mà không ngại sao? Thiết Đường lập tức nói, tôi không xứng, 1 triệu này, tôi xin chuyển cho cậu. Ngô Bình rút tay về, nói, ngày mai, ông đến trường số 1 Trung Châu tìm tôi. Giờ cút đi. Chuyện sẽ thay đổi giờ cập nhật nhé em. Hiện chuyện cập nhật vào 8 giờ sáng hàng ngày. Nếu mọi người có ý kiến về thời gian cập nhật có thể bình luận để mình biết nha, lưu ý không kèm từ tục tĩu để tránh bị lọc tự động. Thiết Đường thở phào, quay lại, kính cẩn hành lễ, cảm ơn vì đã nương tay, nói xong thì quay đi. Người nhà họ Mã đều ngơ ngác, Thiết Đường đã bị đánh bại chỉ với 1 chiêu sao. Ngô Bình nhìn sang Mã Kính Võ và hỏi, nếu ông còn mời cao thủ khác nữa thì hãy mau gọi ra đây đi. Mã Kính Võ nuốt nước bọt, gượng cười, nói cậu nhỏ, chúng tôi không mời người nào khác, chuyện này đúng thật là do Mã Thiếu Uy không đúng, tôi sẽ chuyển 1 triệu cho cậu ngay. Ngô Bình vẫy Mã Thiếu Uy lại, nhưng gã rụt cổ, không dám qua. Ngô Bình lạnh lùng nói, Mã Thiếu Uy,
anh đánh bố mẹ tôi, bây giờ tôi cũng phải đánh bố mẹ anh, vậy mới công bằng, có ý kiến gì không? Mã Thiếu Uy nghe cậu nói vậy thì ngây người ra, bất giác nhìn sang Mã Kính Võ. Mã Kính Võ giật mình, liền tiến về trước đá Mã Thiếu Uy một cái, giận. Dữ nói, còn không mau qua xin lỗi người ta đi. Mã Thiếu Uy nhăn nhó đến trước mặt Ngô Bình, Ngô Bình liền tát cho gã một bạt tai, khiến gã văng ra xa mấy mét và bất tỉnh. Sau đó cậu lại tiến về trước, giẫm gãy cẳng chân của Mã Thiếu Uy khiến gã tỉnh lại vì đau đớn, hét lên thê thảm. Đám người Mã Kính Võ nổi hết gai óc, nhưng không ai dám dục dịch, dù gì thì lỗi cũng do họ. Hơn nữa, người trước mặt họ thâm sâu khó đoán, vốn không phải đối tượng mà họ có thể động đến. Ngô Bình dạy dỗ Mã Thiếu Uy xong thì bảo Mã Kính Võ chuyển 1 triệu cho mình. Cậu nhận được tin nhắn báo tiền vào tài khoản rồi lạnh lùng nói, mọi chuyện xem như qua vậy, nếu như nhà họ Mã các người muốn báo thù, dám sinh sự nữa thì tôi sẽ khiến cho các người biến mất khỏi thế giới này. Mã Kính Võ liền nói, không dám, chúng tôi tuyệt đối không dám. Ngô Bình hỏi, trước đó bố tôi đã tông phải chiếc xe nào? Mã Thiếu Uy chỉ vào chiếc xe hơi đỗ ở cách đó không xa, nói, là chiếc đó. Ngô Bình bước qua, phát hiện chiếc xe vẫn còn mới thì tung một đấm lên nắp capo, cả chiếc xe lập tức rệu rã, linh kiện lăn lông lốc, cứ như một chiếc xe phế liệu. Ngô Bình đập xe xong thì nghênh ngang bỏ đi. Cậu quay lại xe, liếc nhìn đồng hồ rồi nói với tài xế, về trường. Vị trí của tài xế có thể xem được đại khái có chuyện gì xảy ra trong sân, anh ta hơi bất ngờ, không kiềm được, hỏi cậu Ngô, người trong đó là Mã Kính Võ đúng không? Ngô Bình hơi bất ngờ, anh nhận ra ông ta sao? Tài xế gật đầu, người đó rất có tiếng tăm và ngông cuồng, 2 năm trước còn từng gây rắc rối cho ông Hàn, may mà sau đó không có chuyện gì. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, sau này ông ta sẽ không dám nữa. Cậu về đến trường thì các học sinh khác đã đến sân thể dục hết rồi. Phòng thể dục của trường số 1 được một học trò là thương nhân giàu đó đóng góp xây dựng, có thể chứa được nhiều nhất 5.000 người, quy mô rất lớn. Lúc này phòng chật kín người, nhiều người không có chỗ ngồi thì phải đứng. Ở vị trí hàng đầu, Từ Kiêu đang dành chỗ thay cho Ngô Bình, Hàn Băng Nghiên đứng bên cạnh. Ngô Bình vừa đến thì Từ Kiêu liền nhường chỗ cho cậu rồi nói, anh Bình, tối mời tớ ăn đồ nướng nghe. Ngô Bình cười, không thành vấn đề. Hàn Băng Nghiên hỏi, anh Bình, đã giải quyết xong hết chưa? Ngô Bình, ừ, xong rồi, thi đấu sắp bắt đầu chưa? Hàn Băng Nghiên, còn 10 phút nữa, có điều tình hình của đội không khả quan lắm, hậu vệ ghi điểm đã bị thương trong lúc tập luyện, cậu ấy là vua ghi bàn của trường. Không có hậu vệ thì chúng ta rất khó thắng được trận này. Ngô Bình, chẳng phải còn dự bị sao? Hàn Băng Nghiên, thực lực của người dự bị rất bình thường. Ngô Bình, thật không may. Lúc này, Hàn Băng Nghiên nhận được hình do Hàn Chí Thành gửi đến, đấy là báo cáo chẩn đoán của bác sĩ. Cô nhìn lướt qua, kết quả giống như phán đoán của Ngô Bình, là u não. Hàn Băng Nghiên hơi căng thẳng. Vội đưa kết quả chẩn đoán cho Ngô Bình xem rồi hỏi, anh Bình, anh có thể chữa khỏi cho bố em không? Ngô Bình liếc sơ qua, gật đầu, nói, yên tâm đi, không sao đâu. Hàn Băng Nghiên thở phào, nói, may nhờ có anh phát hiện bố em không ổn, nếu cứ kéo dài thêm thì không biết sẽ thế nào. Thi đấu nhanh chóng bắt đầu, quả nhiên hậu vệ giỏi nhất của trường số 1 Trung Châu đã không ra trận, thay vào đó là một thành viên dự bị. Cuộc thi vừa bắt đầu thì trường số 1 Minh Châu đã ghi được một bàn 3 điểm. Tiếp đó, trường số 1 Trung Châu phản công, nhưng năng lực của hậu vệ của đối phương quá mạnh, liên tục phá trận. Phút thứ 10, tỷ số của hai bên là 29-13, cách biệt rất lớn. Mặc dù đội cổ động của Giang Nhu ra sức cổ vũ nhưng các đội viên của trường số 1 Trung Châu đã mất hết ý chí chiến đấu, hậu vệ là linh hồn của đội tuyển, không có cậu ấy thì làm sao đấu nữa. Lúc này, một huấn luyện viên nữ tầm 30 tuổi tuyên bố cuộc thi tạm dừng, cô ta gọi các đội viên lại, nghiêm nghị nói gì đó. Hàn Băng Nghiên liên tục thở dài, thôi xong rồi, mới có 10 phút mà đã cách biệt lớn vậy rồi, chắc không cần phải đánh nữa. Lúc này cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, hỏi Ngô Bình, anh Bình,
chẳng phải anh cũng chơi bóng rổ sao? Hay anh ra đi? Ngô Bình trừng mắt, anh chưa từng huấn luyện chung với họ bao giờ, sao có thể nói ra sân là ra được? Hàn Băng Nghiên, thử đi mà, em có lòng tin với anh. Anh giỏi đánh nhau thế, nhất định đánh bóng cũng sẽ không tồi. Ngô Bình không nói gì, hai chuyện này sao mà giống nhau được. Hàn Băng Nghiên lấy điện thoại ra gọi, huấn luyện viên nữ cầm điện thoại lên, do dự vài giây rồi cũng bắt máy. Dì nhỏ, con giới thiệu với dì một hậu vệ có thể ghi bàn, trình độ cao lắm, dì có cần không? Huấn luyện viên nữ đó là chị em họ với mẹ của Hàn Băng Nghiên, hai người quen biết nhau, cô luôn gọi huấn luyện viên đó là dì nhỏ. Huấn luyện viên ngây ra rồi nói, hậu vệ giỏi, ở đâu chứ? Hàn Băng Nghiên, ngồi ngay bên cạnh con đây, chẳng phải dì tạm dừng thi đấu 5 phút sao? Cho anh ấy 2 phút, con bảo anh ấy cho dì thấy thực lực cá nhân, nếu như dì thấy không ổn thì xem như con chưa nói gì. Bây giờ huấn luyện viên cũng hết cách. Nghe cô ta nói vậy thì hơi động lòng, nói, được, cho cậu ta một phút, đến gặp dì ngay. Hàn Băng Nghiên cười, nói với Ngô Bình, anh Bình, đi mau đi. Ngô Bình thở dài, lát nữa nếu anh mất mặt trước mọi người thì xem anh lấy xử lý em thế nào. Hàn Băng Nghiên cười he he, không đâu, anh Bình của em giỏi nhất. Ngô Bình liền chạy ra sân bóng, lúc này còn 3 phút nữa là đến giờ thi đấu. Huấn luyện viên liếc nhìn cậu, chiều cao tính cả giày tầm 1m86 xem như ổn, cô ta cũng không nhiều lời, vẫy tay gọi một trung vệ là một thanh niên cao to cao 1m95 tới. Mặc dù cậu ta cao nhưng lại rất nhanh nhẹn, trong 13 điểm trước đó 7 điểm là nhờ cậu ta, trong đó còn có 2 cú đập bóng. Huấn luyện viên nói với Ngô Bình, trong vòng 2 phút, chỉ cần cậu có thể vượt được cậu ấy, ném vào một quả thì tôi sẽ chọn cậu. Cô ta nói xong thì ném bóng cho Ngô Bình. Các thầy trò đều ngây ra, bàn tán xôn xao. Chuyện gì thế, người ra sân kia chẳng phải là Ngô Bình sao? Người đứng nhất cuộc thi toàn thành. Đúng đấy, chắc không phải huấn luyện viên định để cậu ta ra sân thi đấu đấy chứ. Chưa từng thấy cậu ta đánh bóng rổ với đội khi nào, được không đó? Mọi người nhìn kìa, cậu ta sắp đấu với trung vệ rồi. Không phải chứ. Cậu ta nhỏ con vậy thì có ổn không? Ngô Bình nhận lấy bóng, đập vài cái tại chỗ rồi đột nhiên lướt qua, trung vệ vừa di chuyển thì Ngô Bình đã lao vút đến bên cạnh, dẫn bóng vòng qua sau lưng rồi đổi sang tay trái, sau đó thực hiện động tác 3 bước ném bóng chuẩn, nhẹ nhàng ném bóng vào rổ. Hội trường vỗ tay ầm ầm, những người nghi ngờ Ngô Bình đều im lặng hết. Mắt huấn luyện viên sáng rực lên, ném mấy cái 3 điểm tôi xem thử. Ngô Bình đi đến ngoài vạch 3 điểm, dưới sự cản trở của trung vệ, cậu khẽ nhảy một cái, bóng bay ra thành một đường cong xinh đẹp. Sau đó, soạt một tiếng rớt vào lưới. Tiếp theo, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, Ngô Bình đã ném 4 quả 3 điểm từ vạch, còn thực hiện 2 cú móc bóng. Sau khi luyện hình, độ linh hoạt của cơ thể cậu tăng cực cao, ném là vào. Huấn luyện viên nói, mau, thay đồ đi. Hai đội viên cười kéo Ngô Bình ra sau bảo cậu thay một bộ đồng phục màu đỏ mang số 9. Vừa thay đồ xong, trận đấu lập tức tiếp tục, huấn luyện viên mạnh dạn thay người, để Ngô Bình đảm nhiệm vị trí hậu vệ. Tiếng còi vừa vang lên, Ngô Bình đã cướp lấy bóng của một hậu vệ bên đối phương. Sau đó, cậu dùng một tốc độ kinh người lao về phía khung rổ. Tốc độ của Ngô Bình quá nhanh nên khi cậu vọt tới dưới rổ, đối phương vẫn còn cách Ngô Bình tận 2-3 mét. Ngô Bình nhảy lên, đập bóng thẳng vào rổ, tạo một cú úp rổ chấn động hội trường. Á đù, ngầu ghê, hội trường tràn ngập tiếng hoan hô, tinh thần đội Trung Châu cũng được cổ vũ tăng vọt. Thể chất của Ngô Bình quá tốt, liên tục ghi điểm và cướp bóng, chỉ cần cậu ra tay thì đối phương đừng hòng bắt được bóng. Trận đấu diễn ra 15 phút, điểm số đã là 35-36, Trung Châu dẫn trước 1 điểm. Lúc này, số 1 Minh Châu bắt đầu nhằm vào Ngô Bình. Trung vệ của đối phương dựa vào ưu thế về chiều cao, mạnh mẽ chèn ép. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là đối phương cao tận 2 mét vậy mà lại bị Ngô Bình hất ra, sau đó cậu lại ném bóng vào rổ ghi điểm. Hội trường sôi động ầm ĩ, tiếng hoan hô không ngừng vang lên sóng sau đè sóng trước. Ngay cả hiệu trưởng cũng đứng dậy vỗ tay khen ngợi.
Giang Nhu trong đội cổ động viên hai mắt dại ra, cả nửa ngày mới hoàn hồn lại. Bởi vì giờ, cuối cùng cô ta cũng phát hiện không ngờ thể chất của Ngô Bình lại mạnh như vậy. Cậu ta chắc chắn là một tu sĩ. Hàn Băng Nhiên không ngừng hò hét, giọng khàn cả đi. Lúc này, Từ Kiêu cũng ngồi bên cạnh kích động nói, á đù. Anh Bình kỳ ghê, chơi bóng rổ giỏi vậy mà tôi lại không biết. Hàn Băng Nhiên cười nói, điều cậu không biết còn nhiều, anh ấy còn biết chữa bệnh cơ. Từ Kiêu ngây người, gì, cậu ấy còn biết chữa bệnh nữa á? Trời đất ơi, cậu ấy giấu kỹ ghê. Chẳng mấy chốc, nửa hiệp đầu đã xong. Trung Châu được 59 điểm, Minh Châu 43 điểm, Trung Châu dẫn trước. Mà Ngô Bình, một mình ghi được 37 điểm. Trong thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên cười tủm tỉm đi đến bắt đầu hướng dẫn Ngô Bình một vài sách lược. Sau khi trải qua nửa trận cọ sát, Ngô Bình cũng hiểu được sơ về khả năng và đặc điểm của đồng đội nên càng chơi càng thuận tay. Sau khi nghỉ ngơi, nửa trận sau lại bắt đầu diễn ra. Minh Châu thay một người, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được kết quả. Ngô Bình liên tục ngắt bóng, Trung Châu hoàn toàn áp đảo Minh Châu. 10 phút của nửa trận sau, Trung Châu đã tiến thêm một bước kéo ra điểm số, 75-41. Khi kết thúc trận thứ hai, điểm số đã đạt tới 106-58. Hội trường tiếng vỗ tay và tiếng hò hét như vũ bão, một đám nữ sinh ùa vào sân thi đấu đưa hoa đến tận tay các cầu thủ. Ngô Bình lại trở thành tiêu điểm được vô số người chú ý, bị một đám người nâng lên rồi vứt lên cao. Bình thần. Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người đều hô theo. Bình thần, bình thần. Ngô Bình qua một trận đấu được phong thần, trận này hiển nhiên còn vinh quang hơn cả lúc cậu trở thành người có điểm đứng đầu thành phố. Hàn Băng Nhiên thấy Ngô Bình tràn ngập vinh quang thì lại bắt đầu lo lắng. Từ Kiêu kinh ngạc hỏi, Băng Nhiên, cậu than thở gì thế? Hàn Băng Nhiên nói, sau này, sẽ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh Bình. Tiêu rồi, tôi đây đúng là tự mình tìm rắc rối đến cho mình mà. Từ Kiêu nhếch miệng cười, bản thân tôi lại cảm thấy chẳng sao hết. Sau này, là bạn của Bình Thần, có phải những nữ sinh khác cũng sẽ để mắt đến tôi, bằng lòng quen tôi không ta? Cuộc vui kết thúc. Ngô Bình vất vả lắm mới chen ra khỏi đám đông, kéo Hàn Băng Nhiên ra ngoài. Sau khi ra khỏi trường học, Hàn Băng Nhiên bỗng dưng ôm lấy cổ Ngô Bình, hôn mạnh một cái lên má anh, Bình thần của em, anh đẹp trai quá đi. Ngô Bình xoa má nói, anh đã nói là không đi, giờ thì rắc rối rồi. Đám nữ sinh kia y như muốn nuốt chửng anh luôn vậy. Hàn Băng Nhiên hừ một tiếng, muốn ăn cũng là em ăn, bọn họ đừng có mà mơ. Lúc này, Từ Kiêu cũng chạy ra cười bảo, anh Bình, trưa nay ăn gì, tớ mời. Ngô Bình nói, trưa tớ có chút chuyện nên sẽ không ăn, cậu còn định đến nhà cô một chuyến, đưa tiền trong tay cho cô, giúp cô mua lại cửa hàng bên cạnh. Hàn Băng Nhiên cầm lấy tay anh bảo, em đi với anh. Ngô Bình bất đắc dĩ nói, anh đến nhà cô anh. Hàn Băng Nhiên chớp chớp mắt nói, đến nhà cô à, vậy em đi với anh, tiện thể ra mắt cô luôn. Ngô Bình bó tay với cô, hai người bèn bảo tài xế lái xe đến cửa hàng của Ngô Ngọc Thu. Lúc này là giờ ăn cơm, Ngô Ngọc Thu đang bận rộn. Ngô Bình lập tức rửa tay định đi ra sau bếp giúp đỡ, Hàn Băng Nhiên cũng muốn giúp nhưng lại bị Ngô Ngọc Thu kéo vào trong phòng ăn vặt xem TV, không để cô phải làm. Ngô Ngọc Thu biết Hàn Băng Nhiên là bạn gái Ngô Bình thì hết sức vui vẻ. Nếu không phải trong tiệm quá bận thì đã đến nói chuyện với cô rồi. Một tiếng sau, khách khứa mới vơi đi rất nhiều. Ngô Ngọc Thu bảo đầu bếp nấu vài món đưa vào phòng cho Ngô Bình và Hàn Băng Nhiên ăn. Lúc ăn cơm, Ngô Bình lấy thẻ ra cười bảo cô, trong đây có 1 triệu tệ, là bố bảo con đưa tới. Ngô Ngọc Thu hoảng sợ, 1 triệu tệ. Ngô Bình gật đầu, cái tên Mã Thiếu Uy lừa tiền nhà con lúc trước ấy, tòa án xử lại lần nữa nói là đối phương sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mã Thiếu Uy đã trả hết lại số tiền nhà con bồi thường trước đó. Vậy nên, tiền này cô cứ dùng, chỗ bố con có 2 triệu nữa. Ngô Ngọc Thu cảm thấy kỳ lạ, nhưng bà ấy lại tin tưởng Ngô Bình nên cũng không nghĩ nhiều mà nói, món tiền lớn như vậy, sao bố con không tự đến? Ngô Bình đáp, à, ông ấy mua một căn nhà mới nên đang dọn dẹp, không
không có thời gian. Ngô Ngọc Thu gật đầu, ừ, vậy tối cô đến tìm bố con, dù sao cũng không phải con số nhỏ, bà ấy phải nói rõ ràng với người lớn mới được. Cơm nước xong, Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên bèn rời đi. Xe đi ngang qua một tiệm thuốc bắc thì cậu bảo tài xế dừng xe nói, Băng Nghiên, anh đi mua chút thuốc, tối đi chữa bệnh cho chú. Hàn Băng Nghiên gật đầu, được. Đến hiệu thuốc bắc, Ngô Bình phát hiện dược liệu trong đây có rất nhiều chủng loại, chính mình muốn mua đều có. Cậu lập tức mua 7 đơn thuốc, cũng đánh dấu từ 1 tới 7. Dược liệu cậu mua có mấy loại khá đắt, một phần cả mấy nghìn tệ, 7 phần hết hơn 38.000 tệ. Cậu mua thuốc xong lại đến cửa tiệm bán dụng cụ y tế mua một bộ kim châm cứu. Ngô Bình có yêu cầu rất cao với kim châm nên mua một bộ kim châm và kim khâu hết hơn 18.000 tệ. Thấy Ngô Bình bỏ hơn 50.000 tệ, Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, em sẽ chuyển tiền cho anh, không để anh phải tốn tiền đâu. Ngô Bình cười nói, bệnh của chú anh bao chữa mà, tiền em khỏi cần trả. Chờ đến lúc lên xe bông, bảo chú đưa nhiều của hồi môn chút là được. Hàn Băng Nghiên vừa thẹn vừa mừng, sẵn giọng nói, ai muốn gả chứ, đáng ghét. Buổi chiều, Ngô Bình vừa vào phòng học đã nghe thấy mấy tiếng bùm bùm. Hai bạn học bắn pháo, cả lớp đứng lên đồng loạt vỗ tay. Toàn bộ giáo viên và chủ nhiệm, huấn luyện viên, hiệu trưởng đều bước từ ngoài vào. Chủ nhiệm lớp cười nói, Ngô Bình, hôm nay em chính là người có công lớn nhất của trường chúng ta. Hiệu trưởng đại biểu toàn thể giáo viên học sinh trong trường tặng cho em một món quà. Hiệu trưởng là một ông chủ mập mạp đeo mắt kính đen. Ông ta cười ha ha cầm một phong bì bước đến nói, Ngô Bình, em mở ra xem đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.